Lý do khởi mây Kevin Khánh giấu kín chuyện tình yêu. Mới đây, Kevin Khánh cho biết anh giấu kín tình cảm là vì môi trường showbiz phức tạp. Quả thật, sức ép dư luận đã khiến rất nhiều cặp đôi trong làng giải trí phải chia tay. Sáng ngày 25 tháng 4, trên trang cá nhân, Kevin Khánh bất ngờ livestream lễ đính hôn của anh và khởi mây. Clip này thu hút hàng triệu lượt xem, cùng 22.000 bình luận từ cư dân mạng và cả đồng nghiệp của cặp đôi. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng hai người đang quay MV chứ không phải tổ chức đám hỏi. Trước đó, khi tin đồn giọng ca sinh năm 1990 hẹn hò đàn em kém 4 tuổi nhiều lần rộ lên, họ luôn phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Giấu kín mối quan hệ trong nhiều năm, Khởi My và bạn trai lần đầu hợp tác trong phim ca nhạc Gửi cho anh ra mắt năm 2013. Thành công của sản phẩm này giúp cả hai được chú ý hơn, kéo theo đó là lượng fan lớn nhiệt tình ủng hộ cặp đôi. Sau đó, hai người tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án như Gửi cho anh phần 2, Buông tay, Ai ai ai, Chuột yêu gạo. Không chỉ công việc, Khởi My và đàn em còn trở nên thân thiết hơn trong cuộc sống hàng ngày. Họ thường xuyên chụp hình chung, thậm chí tới thăm hỏi gia đình nhau. Tần suất đi chung dày đặc khiến nhiều lần tin đồn cả hai hẹn hò rộ lên. Tuy nhiên, người trong cuộc một mực phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Bởi vậy, khi hay tin Kevin Khánh và Khởi My tổ chức đám hỏi vào ngày 25 tháng 4, khán giả và ngay cả nhiều đồng nghiệp cũng tỏ ra bất ngờ. Trên trang cá nhân, Huy Nam, người từng hoạt động trong nhóm La Thăng với Kevin Khánh, chia sẻ ảnh đám hỏi của cặp đôi kèm theo trạng thái: đang đi diễn thì có tin nhắn báo đẹp hôm, thấy bất ngờ quá, sao mà nhanh thế vượt mặt tôi, hứa với tôi 10 năm nữa mà, hóa ra bị lừa một vố cũng xém tinh thật. Trong khi đó, biên tập viên Quang Minh tỏ ra ngạc nhiên khi bình luận về tấm hình chụp chung trong đám hỏi của Kevin Khánh và Khởi My. Anh viết, thật không má, được quá được em ơi. Kết thúc một câu chuyện tình tin đồn, giờ thì ai cũng tin tin đồn luôn là tin đúng. Mới đây khi livestream trên trang cá nhân, ngoài gửi lời chúc mừng tới Kevin Khánh, Khởi My, nữ ca sĩ Mỹ Tâm còn tỏ ra ngưỡng mộ khi cặp đôi có thể giấu kín chuyện tình cảm nhiều năm qua. Hai bạn đó chỉ có nghe là quen nhau khá lâu, chỉ là không công bố, rồi đùng cái đính hôn thôi. Chị là chị thấy hai bạn đó rất hay và giỏi. Mỹ Tâm gây chú ý khi bình luận về chuyện đính hôn của đàn em. Sức ép dư luận trong môi trường showbiz. Lý giải về việc giấu kín chuyện tình cảm trong suốt nhiều năm qua, Kevin Khánh trong một buổi trò chuyện trực tuyến giải thích, môi trường showbiz rất phức tạp. Các bạn cũng biết trong giới duy trì chuyện tình cảm rất là khó, và ở đây có đèn, có máy quay, có khán giả thì đây là công việc. Tôi không muốn đem tình cảm vào công việc, tôi rất trân trọng tình cảm này nên hết sức bảo vệ nó. Càng ít người biết, càng ít người muối ớt gây mặn. Môi trường showbiz vốn lắm thị phi, tranh cãi, đặc biệt là sức ép từ người hâm mộ. Đã có rất nhiều cặp đôi ở Hàn Quốc khi công khai hẹn hò bị chỉ trích ném đá, và sau một thời gian không chịu nổi áp lực dư luận, họ phải buộc đường ai nấy đi. Ở Việt Nam, sức ép của dư luận không đáng sợ như Hàn Quốc. Tuy nhiên, bị soi mói, quan tâm quá mức của người hâm mộ cũng khiến nhiều ngôi sao thừa nhận họ không thích công khai mối quan hệ của mình. Khi sự chú ý xuất phát từ tình cảm yêu mến, nhưng nó cũng khiến các ngôi sao cảm thấy không thoải mái, bởi tình cảm trai gái vốn là điều riêng tư. Thiều Bảo Trâm luôn tìm cách né tránh mỗi khi có ai hỏi cô về Sơn Tùng MTP. Dù hình ảnh hẹn hò của cặp đôi đã xuất hiện nhiều lần và làm rộ lên nghi vấn trong cộng đồng mạng, cô từng chia sẻ bản thân cảm thấy áp lực và tủi thân, lý do có lẽ bởi trước đó, nữ ca sĩ liên tục bị fan của Sơn Tùng ném đá, dù chưa từng lên tiếng thừa nhận. Ngoài Thiều Bảo Trâm, rất nhiều sao Việt khác cũng vướng tranh cãi vì chuyện tình cảm, điển hình như Hồ Ngọc Hà, Harry Won. Ở môi trường giải trí nơi công chúng hay mặc định ngôi sao phải hy sinh quyền riêng tư, thì tình yêu dù là chuyện riêng của hai người cũng trở thành đề tài chung của hàng trăm nghìn người. Bởi thế, không riêng Kevin Khánh, Khởi My hay Bảo Trâm, Sơn Tùng, mà có lẽ nhiều cặp sao khác cũng đang tìm mọi cách để che giấu chuyện tình cảm của mình. Như Kevin Khánh nói, đó là cách để họ bảo vệ tình yêu mình giữa những bình luận, tranh cãi từ những người không liên quan ở môi trường showbiz. Trấn Thành bị cấm sóng, Harry Won có nhìn chồng như xưa. Nửa ngày sau khi thông tin Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa được công bố, Harry Won mới lên tiếng. Ngày 25 tháng 4, lãnh đạo đài truyền hình Vĩnh Long bất ngờ cho biết Trấn Thành không còn là huấn luyện viên của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Với lý do phong cách biểu diễn hài của Trấn Thành không thích hợp với chương trình tìm kiếm tài năng ca hát dành cho thiếu nhi như Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Đây là một trong những động thái được đài Vĩnh Long thực hiện để hạn chế hài nhảm, hài tục trong các chương trình được phát sóng.
Trấn Thành từng vướng scandal, làm vỡ hài kịch Tô Ánh Nguyệt phản cảm, bị cho là diễn hài tục, hài nhảm. Những phát ngôn, phản ứng của Trấn Thành khi bị chê bai cũng khiến nhiều người bức xúc. MC này từng phát biểu, nếu thấy hài nhảm hãy tắt TV. Trước thông tin này, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải 3 dấu câu, chấm hỏi, chấm than và chấm hết. Trong lúc chồng không nói nên lời, Harry Won đăng tải hình ảnh bàn tay cô nắm chặt bàn tay chồng cùng lời chia sẻ. Đi làm sẽ có giúp vất vả, dù như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh yêu thương anh tuyệt đối. Vợ luôn sau lưng anh, nắm tay nhau cùng vượt qua mọi khó khăn anh nhé. Tuy nhiên, lời an ủi của cô có phần muộn màng bởi thông tin Trấn Thành bị Đài Vĩnh Long cấm cửa đã được báo chí đăng tải từ chiều ngày hôm trước. Và cô đến trưa ngày 26 tháng 4 mới lên tiếng. Đáng chú ý, lời an ủi ấy cũng chẳng khác những lời hâm mộ dành cho Trấn Thành sau tin dữ là mấy. Xin ơi, anh đừng có buồn nha, dù có chuyện gì xảy ra thì fan club vẫn luôn ở bên cạnh anh. Dù cả thế giới có chống lại anh thì vẫn có tụi em ủng hộ anh hết mình. Anh buồn thì bọn em cũng buồn nên anh phải cố gắng vượt qua nha. Harry Won từng chia sẻ rằng cô thích thể hiện tình cảm của mình dành cho mọi người vì trước đây cô từng chứng kiến những người bình thường không thể hiện tình cảm dành cho nhau để rồi sau đó sẽ luôn cảm thấy day dứt và hối hận. Trước đây cô cũng không ngại thể hiện tình cảm yêu đương với Trấn Thành chốn đông người, nhưng giờ đây khi chồng đang trong cú sốc thì cô lại chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể dành vài lời chia sẻ muộn màng như một fan thông thường. Đó mới chỉ là một sự cố trong sự nghiệp của Trấn Thành. Sau này, nếu anh không còn là chỗ dựa vững chắc, liệu Harry Won có còn ở bên cạnh động viên anh nữa? Người ta vẫn nhớ Tiến Đạt, người được coi là bệ đỡ đưa Harry Won đặt những bước chân đầu tiên vào làng giải trí, giúp cô tìm được chỗ đứng cho riêng mình, để rồi sau 2 tháng chia tay, cô đã vui bên tình mới. Nhìn lại sự nghiệp của Harry Won có thể thấy rằng, từ khi cô gắn bó với Trấn Thành, tên tuổi của cô đã được gắn một bệ phóng mới và sự nghiệp trở nên thăng hoa hơn. Nếu trước đây Harry Won còn cần có Trấn Thành ở bên mới tự tin làm giám khảo game show biến hóa hoàn hảo, thì giờ đây cô có thể vững vàng đứng một mình. Mới đây nhất, hôm ngày 23 tháng 4, cô làm giám khảo khách mời live show một cuộc thi Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể lường trước được bất cứ điều gì. Mong rằng sau sự cố này, Harry Won sẽ không nhìn Trấn Thành với con mắt khác. Sự thật nào đằng sau lời xin lỗi muộn màng của Trấn Thành? Hình ảnh bức khả xâm phạm của ngôi sao số 1 game show Việt Nam bỗng nhiên mong manh đến lạ. Hình ảnh Trấn Thành bức khả xâm phạm bỗng nhiên mong manh. Mới đây, thông tin Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long thực sự đã làm cho nhiều người cảm thấy sốc. Bởi thời gian gần đây, hình ảnh của Trấn Thành trong showbiz Việt, đặc biệt là tại các game show, chủ yếu được phát sóng tại các đài truyền hình khu vực miền Nam là bức khả xâm phạm. Cách đây không lâu, khi đang đứng giữa tâm bão hài tục, hài nhảm, Trấn Thành vẫn thản nhiên trả lời với báo giới rằng nếu những chương trình mà anh đang tham gia là nhảm nhí thì nó sẽ bị đào thải với thời gian chứ không thể đứng vững được. Sau đó anh thách thức khán giả rằng nếu thấy Trấn Thành diễn hài nhảm, khán giả có thể tắt TV. Đó là khi Trấn Thành vẫn đủ sức đứng trước những sóng gió trái chiều. Sau khi tung ra phát ngôn được cho là ngông cuồng, mặc cho dư luận sụp sôi trước sự kênh kiệu, có phần thách thức khán giả, Trấn Thành vẫn im lặng. Thế nhưng, sau khi lệnh cấm cửa hình ảnh của Trấn Thành lên sóng đài truyền hình Vĩnh Long được phát ra, hình ảnh của Trấn Thành bỗng dưng mong manh đến lạ. Nói cho cùng, Trấn Thành cũng chỉ là một diễn viên hài, quyền lực mềm của anh tới đâu vẫn phụ thuộc vào khán giả, vào đơn vị sản xuất chương trình. Khán giả không cần tắt TV, chỉ cần hình ảnh của Trấn Thành không còn trên TV nữa là đủ. Lời xin lỗi nửa vời khi những quyền lợi bị tước bỏ của Trấn Thành. Sự im lặng của Trấn Thành giữa tâm bão phát ngôn ngông cuồng, không có một lời giải thích, không có một lời xin lỗi tới từ diễn viên này. Anh vẫn hàng ngày cập nhật Facebook, vẫn đi diễn, vẫn chọc cười khán giả bằng tiếng cười mà anh cho là nghệ thuật. Thế nhưng, sau khi bị cấm cửa trên sóng, Trấn Thành lại cầu xin sự tha thứ cho những phát ngôn mà anh cho là làm khán giả không vừa lòng, chứ không phải vì sự ngông cuồng, tự cao tự đại của mình trong những phát ngôn ấy. Có nhiều nguồn tin cho rằng đài truyền hình Việt Nam cũng sẽ hạn chế sự xuất hiện của Trấn Thành trên sóng. Nếu không được xuất hiện trên truyền hình, Trấn Thành cũng sẽ nhanh chóng rơi vào lãng quên. Có lẽ chính vì vậy, lời xin lỗi nửa vời của anh được tung ra ngay lập tức sau lệnh cấm cửa của đài Vĩnh Long, chứ không còn là sự im lặng kênh kiệu trước đây. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Trấn Thành được nhiều đồng nghiệp có tiếng nhận xét là diễn viên hài có tài, có khả năng trở thành một diễn viên hài hạng nhất.
nhưng mãi mê chạy theo đồng tiền, tự đưa mình vào những tiểu phẩm, chương trình hài nhảm nhí. Đã khiến cho hình ảnh Trấn Thành mãi không vượt qua được một diễn viên hài mua vui bằng tiếng cười dung tục. Thật vậy, đúng như Trấn Thành từng nói, nếu chương trình mà tôi tham gia bị coi là hài nhảm, hài tục, thì nó sẽ bị đào thải khỏi sóng truyền hình. Và sự thật là các nhà đài cũng đang dần kiểm duyệt nghiêm túc hơn đối với nội dung của game show, chương trình truyền hình. Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng sẽ là một đòn cảnh tỉnh đối với nhiều nghệ sĩ chạy theo đồng tiền mà quên đi rằng mình đang làm nghệ thuật.